Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình đang có đây một chai nhớt, đó là nhớt Nomad Moto 4T Super 10W40. Có một bạn sau khi xem kênh của mình thấy mình đánh giá rất nhiều về nhớt thì đã nhờ mình là đánh giá cái chai nhớt này. Đây có lẽ là chai nhớt duy nhất làm cái dung tích phù hợp cho xe Winner, đó là 1 lít mốt đó anh em. Cái chai nhớt này thì đã có rất là nhiều kênh YouTube khác đánh giá rồi, nhưng mà bạn ấy vẫn nhờ mình đánh giá thì thôi mình chiều anh em vậy. Như mình vừa nói vừa nãy thì chai nhớt này nó có cái cấp nhớt, đây là 10W40. Ở cái nhiệt độ ở ngoài trời miền Bắc hiện đang lạnh như thế này thì nhớt cũng khá là đặc đấy anh em. Cái chai nhớt mà mình đang có trên tay này thì nó sản xuất từ tận tháng 4 năm 2020 cơ, tức là cũng khoảng gần 2 năm rồi. Mình đặt ở trên mạng các bạn đấy, cái chai thì nó cũng không còn mới nữa. Do là cái nhớt này nó đã sản xuất lâu rồi cho nên là mình đặt với giá rất là rẻ, chỉ có 125.000 một chai thôi các bạn. Mình đặt hai chai đó là 250.000, dung tích nhớt là 1 lít mốt nha. Mình đặt ở trên Lazada Mall cho nên là chính hãng 100% nha các bạn, không có hàng trôi nổi hay là hàng giá ở đây đâu. Về hạn sử dụng của nhớt mới thì thường rơi vào khoảng 5 cho đến 6 năm cơ, trong cái điều kiện bảo quản bình thường cho nên cũng không lo lắm. Nói sơ sơ một chút về thông số kỹ thuật của nhớt này cho một số anh em chưa biết thì nó có cái cấp nhớt là 10W40 APISN và gia số MA2. Đây là nhớt tổng hợp 100% và được nhập khẩu qua công ty Song Nam nha. Nhớt này thì có xuất xứ từ UAE nha anh em. Nó cái vỏ chai cũng làm tương đối là chắc chắn. Mình đã thay một chai vào xe của mình rồi. Lát nữa mình sẽ nổ máy lên cho anh em xem là tiếng máy nó có êm hơn không. Sau khi thay thì mình cũng đã đi được khoảng hơn 40km rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp nhớt ra cho anh em xem là cái mực nhớt của 1 lít mốt sau khi thay vào sẽ là bao nhiêu nhá. Sau khi thay mình cũng đã đi được một quãng đường cũng dài rồi, 50km. Đây là nhớt này. Đấy, nhớt có màu vàng xanh nha anh em. Sau khi lau sạch cái quay thăm nhớt thì mình sẽ thăm lại cho anh em xem là thay đúng 1 lít mốt vào thì mức nhớt nó sẽ như thế nào nha. Ở cái quay thăm nhớt này nó có hai cái vạch X, nhưng mà ở giữa là rất là chuẩn luôn. Anh em thấy không? Nó đang ở nằm ở cái vạch X thứ hai từ dưới lên. Ở giữa cái vạch X thứ hai á, rất là chuẩn luôn. Mình thấy 1 lít mốt ở cái chai này rất là chuẩn và rất phù hợp cho xe Winner. Anh em thấy rõ không? Hai cái vạch X kìa. Cảm nhận ban đầu bằng tay thì thấy cái nhớt này nó cũng tương đối là đặc đấy anh em. Độ nhớt thì khá là ok, rất là trơn. Rồi, để mình lắp cái nắp nhớt này vào. Xoáy cái nắp nhớt này vào thì anh em chỉ cần dùng lực bằng tay thôi là được rồi, không cần thiết phải là dùng kìm vặn đâu. Nếu mà có dùng kìm thì anh em lót một cái vải vào nhá, và xoáy với lực nhẹ thôi. Rồi, mình sẽ mở máy lên và nổ máy cho anh em xem là tiếng máy của nhớt này. Cảm nhận ban đầu của mình thì mình thấy nó rất là êm anh em ạ. Êm hơn là nhớt 10W30 nha anh em. Sau khi nổ máy thì mình sẽ để garanti một thời gian để cho nhớt được bơm đầy lên máy đã thì mình sẽ lên ga. Thường thường thì lúc mà mình di chuyển mình cũng làm vậy thôi. Đó, khi mà nó đã quay về khoảng 1.700 vòng một phút thì mình sẽ bắt đầu di chuyển hoặc là nẹt ga được. Bây giờ tiếng máy nha anh em. Mình cảm nhận ban đầu là thấy là tiếng máy này nó êm hơn là nhớt 10W30 đấy anh em. Tất nhiên rồi, còn cái cảm nhận khi mà di chuyển một thời gian dài thì mình sẽ đánh giá với anh em ở video lần sau nhá. Còn đây là tiếng bô này. Xe của mình cũng đã dọn một chút để ăn Tết rồi anh em ạ. Tiếng máy khi mà bịt vô vào này rất là êm luôn.
Đó, đây là một cái video mình gửi lên một số anh em quan tâm cũng như là yêu cầu mình thay cũng như là đánh giá mỗi cái loại nhớt đến từ UAE như thế này. Mình sẽ gửi đến anh em một bài đánh giá chi tiết ở những cái video lần sau nhá. Có lẽ là thời gian đấy cũng khoảng 1-2 tháng gì đấy thôi. Lần thay nhớt tiếp theo mình sẽ tiếp tục thay cái chai Nomad này vào. Thường thường thì phải 2 chai nhớt chúng ta mới cảm nhận rõ ràng được về một loại nhớt đấy. Mình cũng rất hy vọng là các cái trải nghiệm về nhớt của mình mang đến cho anh em được những cái thông tin hữu ích, cũng như là kinh nghiệm để anh em có thể tự chăm sóc cho chiếc xe yêu quý của mình ở nhà. Video này mình cũng xin kết thúc đây thôi. Cảm ơn anh em đã đón xem và hãy tiếp tục ủng hộ mình một cách like, subscribe kênh và share video nha. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.